Mỗi cuối tuần, nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Sâm, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lại cùng đồng nghiệp và các học trò xuống phố biểu diễn. Ban nhạc này đã dần trở thành người bạn quen thuộc của khán giả trên phố đi bộ Hà Nội. Rất là nhiều học sinh cũng cùng Sâm ra đây biểu diễn. Cái đấy là một phần là để các thầy trò tôi là quảng bá cái âm nhạc của dân tộc Việt Nam này cũng như cái đàn nhị này, cùng với cả cho các em học sinh ra đây để các em cũng trưởng thành hơn, cọ sát với khán thính giả hơn, thì các em có cái bản lĩnh về sau thì sẽ đứng riêng một sân khấu. Để cây đàn nhị được tiếp cận với công chúng gần gũi hơn, nhất là đối với các khán giả nước ngoài, Trần Văn Sâm đã sáng tạo, phối khí lại những bản nhạc đương đại với giai điệu vui tươi rộn rã như Việt Nam quê hương tôi, Hà Nội mùa thu, I Will Always Love You, Triệu Đóa Hồng. Mỗi lần đến Hồ Gươm em đều đến xem các nghệ sĩ biểu diễn ạ. Cảm ơn các nghệ sĩ đã thay đổi phần nào đó về phong cách truyền thống sang phong cách hiện đại để chúng em có thể dễ tiếp thu hơn. Tôi chưa từng biết đến nhạc cụ này 10 phút trước đó. Thế rất thích, nó rất khác biệt. Gắn bó với cây đàn nhị từ năm 7 tuổi, cậu bé Trần Văn Sâm đã xin bố mẹ để học và thi vào Nhạc viện Hà Nội. Từ đó, cây đàn nhị trở thành vật bất ly thân với người nghệ sĩ tài hoa sinh năm 1982 này trong các chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Nghệ sĩ Trần Văn Sâm không ngừng khổ luyện để theo đuổi niềm đam mê và phát huy giá trị cây đàn nhị, một nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Phục vụ ở đâu thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là Sâm đưa được cây đàn nhị với cả đưa tất cả các học trò của Sâm này đến gần với khán thính giả và nhiều người biết đến cây đàn nhị hơn, thế là và biết đến âm nhạc dân tộc, cũng biết đến con người Việt Nam, cũng quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam mình. Tâm huyết của những nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc như Trần Văn Sâm đã góp phần khơi dậy sức sống và niềm đam mê về âm nhạc truyền thống trong thế hệ trẻ. Trước đây mỗi khóa học chỉ có 4 đến 5 học viên đăng ký theo học đàn nhị, nhưng từ năm ngoái số lượng thí sinh thi vào đã tăng lên gấp 4 lần. Đây là một loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, cháu rất là yêu thích. Sau này cháu sẽ theo con đường nghệ thuật âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ngoài các hoạt động biểu diễn, Trần Văn Sâm còn có kế hoạch ra một CD với mong muốn mang đến cho khán giả một cảm nhận mới về đàn nhị và các loại nhạc cụ dân tộc bằng cách phối lại các bản nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế, đặc biệt là những sáng tác về Hà Nội.